Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với SH TECH. Nếu bây giờ mà nói về một chiếc smartphone flagship đáng để mua vào thời điểm hiện tại thì anh em có thể sẽ nghĩ đến một số thương hiệu đơn cử như là Apple iPhone 14 các thể loại Pro Max này, Samsung Galaxy S này, rồi nào là chúng ta có rất nhiều máy từ Oppo, rồi là từ Vivo, nhiều con flagship lắm và giá cũng chỉ đâu đó loanh quanh 20 triệu. Mà nếu mua iPhone thì chắc chắn đắt hơn khoảng 30 triệu. Nhưng mà một chiếc flagship thiết kế đẹp, độc lạ, hay ho mà giá chỉ loanh quanh 14 triệu thì chúng ta có thể chọn mua máy nào? Đây là một chiếc máy như vậy. Không thể nào lại có thể ngờ được có một ngày một chiếc smartphone thiết kế xịn sò, màn hình gập được làm đôi như thế này, cấu hình cao, camera xịn, nó là flagship Z Flip đấy, mà có giá chỉ loanh quanh 14 triệu. Thế thì chiếc Z Flip 4 này sau 6 tháng vừa rồi đã giảm giá rất sâu. Thì nó có cái gì hay và nó có đáng để mua một chiếc hay không? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro nhé. Mức giá loanh quanh 14 triệu đồng là mức giá của hàng chính hãng mới cứng 100%. Đúng vậy, không phải hàng lướt, không phải sách tay gì cả, hàng chính hãng 100% tại Oneway Mobile. Và các bạn để trích link phần mô tả video để vào lựa chọn mình phiên bản bộ nhớ phù hợp cũng như là chọn mua các cái gói phụ kiện, gói bảo hiểm tùy theo nhu cầu của anh em. Nhớ trích link phần mô tả video nhé. Thì đầu tiên tôi nói về thiết kế của chiếc Z Flip 4 này. Nếu các bạn theo dõi trường công nghệ thời gian vừa qua thì anh em sẽ thấy rằng cái chiếc Z Flip 4 này nó không có quá nhiều sự khác biệt và sự thay đổi so với Z Flip 3. Có phải chăng là cái viền máy nó đi theo phong cách của series S mới, đó là vuông vắn hơn một chút để gọi là có cái cảm giác chiếc máy nó cứng cáp hơn và có cái cảm giác cầm nắm trong tay nó đầm hơn. Nhưng cái việc thiết kế không thay đổi nhiều nó cũng không phải là điểm yếu, vì mình thấy rằng cái việc không thay đổi thiết kế này, hay có thể gọi cách khác là cái việc Samsung đang hoàn thiện dần thiết kế của Z Flip 3 lên Z Flip 4 thì cho chúng ta một cảm giác cầm nắm trong tay nó chắc chắn hơn, cái bản lề nó mượt mà hơn và có khả năng kháng nước IPX8 thì anh em có thể an tâm dùng cái máy này ngoài trời mưa gió một cách thoải mái, em không phải lo gì cả. Và đây là một thứ rất đáng giá trên một chiếc máy gập. Bởi vì khi mà Samsung vừa mới ra mắt Z Flip thì rất nhiều anh em lo lắng rằng đang dùng máy flagship của Samsung hay là của Apple đi, kháng nước, kháng bụi các thứ khá là đã, bây giờ lên một con màn hình gập có thêm cơ chế gập mở như thế này thì liệu nó kháng được nước nữa hay không, mà không kháng nước được thì dùng nó bất tiện lắm. Thì bây giờ Z Flip 4 kháng nước IPX8, anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa là về cái phần bản lề này, hay nói chung là cả cái màn hình gập này cũng không có một cái gì để chê, Samsung nó thực sự làm rất tốt. Chúng ta có bản lề chắc chắn, mượt mà và có thể giữ máy ở nhiều góc, ở nhiều vị trí mở khác nhau. Thành ra là các bạn có thể sử dụng như một chiếc gương kiểu để trang điểm, đánh son dành cho chị em này, hay là dựng máy lên để gọi video call một cách rảnh tay. Về cái nếp gấp ở trên màn hình này, nó cũng đã được Samsung tối ưu hơn rất nhiều so với các phiên bản trước. Anh em sử dụng bình thường thì hoàn toàn có thể không cảm nhận được là cái nếp gấp nó ở đây, trừ khi các bạn kỹ tính quá. Nếu mà nói về cái mặt thẩm mỹ là chắc chắn các bạn vẫn sẽ nhìn thấy nếp gấp này. Nếu mà anh em sử dụng những cái hình nền tối màu, các bạn vẫn sẽ nhìn thấy nếp gấp này. Và cái cảm nhận rõ rệt nhất là khi các bạn lướt mạng xã hội, anh em mà dùng tay lướt lên lướt xuống này sẽ thấy nếp gấp ở đây. Còn nếu các bạn muốn tránh thì các em có thể lướt ở phần dưới màn hình, không lướt vào giữa nữa. Và thật với các bạn là mặc dù nếp gấp nó không quá lớn và cái màu sắc gần như không sự thay đổi gì ở nếp gấp này, nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video hay là thưởng thức nội dung online. Nhưng mà mình mất khoảng tầm một tuần, bởi vì là mình đã dùng con Z Flip 3 từ rất lâu rồi và lâu lắm mà quay trở lại một chiếc smartphone màn hình gập với nếp gấp này. Mình mất tầm một tuần để làm quen với việc là thi thoảng lướt tay qua sẽ có cái nếp gấp ở trong màn hình. Nhưng mà khi các bạn làm quen rồi thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa. Anh em sử dụng nó gọi là thành cái thói quen hàng ngày rồi. Cuối cùng là về cái độ bền của cái bản lề này, của cái nếp gấp màn hình này, thì Z Flip 4 đã được tối ưu cực tốt trên cái dây chuyền sản xuất mới của Samsung. Và Samsung cũng đã công bố thử nghiệm độ bền ở cái mức là mở ra gập vào 200.000 lần. Tức là nếu mỗi ngày các bạn mở ra gập vào 100 lần thì mất khoảng tầm 5 năm rưỡi mới đạt tới con số này. Hơn nữa là nếu như anh em xác định gắn bó lâu dài mà vẫn kiểu dạng cơ lo về cái độ bền thì Samsung cũng có cái bảo hiểm ke cộng dành cho anh em nào mà quan tâm, có thể đền bù đến gấp đôi giá trị máy. Thế là các bạn cứ yên tâm mà dùng nhá. Còn bây giờ nói về cấu hình phần cứng này, qua nửa năm vừa rồi thì cái cấu hình hiện tại của con Z Flip 4 nó còn phục vụ được các bạn hay không? Nếu anh em quên thì con Z Flip 4 này vẫn có một cái màn hình Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10+, 1200 nits với độ phân giải Full HD+. Với thế này thì cứ nói là nó thoải mái để hỗ trợ các bạn ở mọi cái vấn đề giải trí, xem phim, lướt web 8K, kể cả ngoài trời nắng lẫn ở trong nhà, không phải lấn cấn về độ sáng và màu sắc nó ngon hay không. Chỉ có hai điều các bạn cần lưu ý nếu anh em chưa dùng smartphone màn hình cặp bao giờ. Thứ nhất là nó có tỷ lệ khá dài. Màn hình smartphone thông thường sẽ nằm ở mức 16:9, nhưng smartphone hiện đại cao cấp hơn sẽ ở mức 18:9. Còn cái con Z Flip 4 này khá dài, nằm mức 20:9, tức là nó cao hơn là nó dày đấy. Cái chiều này nó chỉ là chia 9 phần thôi, cái này 20 phần, tức là nó rất là dài. Tức rằng không phải các cái nội dung nào các bạn xem trên máy này cũng có thể hiển thị tràn biển được. Và thêm một điều nữa đó là nếu anh em soi mói sẽ để ý thấy cái nếp gấp nằm giữa màn hình, thì đó là hai điều các bạn cần lưu ý. Còn dùng quen rồi và các bạn thích màn hình dài thì không sao cả. Cuối hình phần cứng chúng ta vẫn có một con chip Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB RAM và cái bộ nhớ base ở đây là 128GB, là cái chiếc mình đang cầm. Vẫn có thể nói là thừa sức cân mọi tác vụ và các thể loại game các bạn có thể chơi được trên thị trường bây giờ, ví dụ như là Liên Quân này, Tốc Chiến này, Genshin Impact này, PUBG Mobile này, không phải lo giật lag. Tuy nhiên mình phải lưu ý với anh em một điều, đó là một chiếc smartphone gập như chiếc Z Flip 4 này thì cái điều mà hãng chú trọng đến nó là thời trang là chính. Vì vậy thì lượng pin hay khả năng tản nhiệt không thể nào ngon được như những chiếc điện thoại smartphone dạng phẳng thông thường. Thế nên nếu anh em mua smartphone để chơi game là chính thì mình không khuyến khích chọn chiếc Z Flip 4 này, vì pin nó khá hẻo nếu mà bạn dùng để chơi game, cũng như là vì máy nó mỏng, nó cần diện tích làm cho bản lề gập mở. Thế nên rằng nhiệt độ của nó không thể nào mà mát được những chiếc smartphone to, dày, nạc thịt. Mà nó thật là từ khi Samsung đẻ ra cái chiếc Z Flip này, mình đã thấy cái đối tượng khách hàng chính của Samsung chính là các chị em phái đẹp hay là các bạn đam mê thời trang. Thế nên đối với cái tệp khách hàng này, mình nghĩ rằng gaming nó không phải là nhu cầu chính, nó phải là cái vấn đề thiết kế có đẹp hay không, có những cái phụ kiện gì xịn sò, súng xính nó mới chuẩn bài cơ. Còn lại các cái tác vụ hàng ngày các bạn dùng như kiểu lướt web, xem YouTube, trả lời email vân vân thì cứ phải gọi là mượt như Facebook, không gì để che đấy hết. Còn sau đây hãy nói về cái camera, cũng là một điều mà nếu các bạn quan tâm về thời trang, các bạn thích cái đẹp, các bạn quan tâm, đó là chất lượng camera thì sao. Ở đây là một số hình ảnh mình chụp được từ con Z Flip 4 này, các bạn có thể xem. Và mình cũng phải nói luôn một điều, đó là Z Flip 4 dù nó có rất nhiều nâng cấp so với Z Flip 3, nhưng mà để solo camera này đối với các smartphone gọi là phổ biến, thiết kế cơ bản trường bây giờ thì cứ nói là không thể nào có cửa để đọ được, bởi vì giới hạn về mặt vật lý của chiếc máy này. Nếu anh em cần camera zoom 2x, 3x, 5x, 10x để làm thám tử tư thì xin chia buồn là chúng ta chỉ có một ống kính chính và một ống kính ultra wide. Đối với mình như vậy là quá đủ, vì mình thấy ultra wide nó tiện lợi hơn cả tỷ lần so với camera zoom. Thêm nữa là để bù đắp cho việc không camera zoom thì Z Flip 4 có màn hình phụ ở bên ngoài máy cho phép các bạn quay video hay là chụp ảnh selfie bằng camera chính, nét căng đét luôn. Còn về nhận xét tỉ mỉ thì cái camera chính này 12 megapixel nghe nó có vẻ hơi khiêm tốn, nhưng mà với cái cảm biến ngon và ống kính tốt thì chúng ta vẫn có cái nước ảnh màu sắc đậm đà đúng chất Samsung, và chi tiết cũng như độ tương phản đều rất là ổn. Còn nếu các bạn chụp ảnh thiếu sáng thì nó nằm ở mức khá, nó không có gì quá ấn tượng cả. Cơ mà có lẽ là do cái cảm biến cũng như là khẩu độ bị giới hạn bởi cái thiết kế máy nó rất là nhỏ gọn như thế này. Nhưng mà cũng phải đánh đổi thôi, bởi vì chúng ta có một chiếc máy gọn đúng bằng lòng bàn tay như thế này thì mình thấy như vậy là ok. Và nếu các bạn đem ra so về chất lượng selfie với các con máy khác thì anh em cứ lôi luôn quả màn hình bên ngoài, cái camera chính ra chụp selfie cho mình, thì mình tuyên bố là tất cả smartphone khác là ngồi xuống luôn. Còn nói về phần mềm thì sao? Đây sẽ là cái chốt hạ nếu các bạn đang quan tâm về chiếc máy này. Ok, nó đẹp rồi này, nó có thiết kế độc đáo rồi này, vỏ làm bằng nhôm, làm bằng kính, camera bên ngoài, có màn hình bên ngoài, rất nhiều cái hay ho rồi. Thế thì cái phần mềm nó có sẽ không? Thì Samsung vẫn là Samsung, vẫn là diện One UI chạy trên Android mới nhất và nó vẫn rất là ngon. Cách đây khoảng tầm 5-6 năm thì rất nhiều người chê là cái TouchWiz của Samsung trước kia là nó quá hổ lốn, nhiều thứ giật lắc, nhưng từ khi Samsung làm cái One UI thì tối ưu tốt, phần mềm nó thông minh hơn, nhiều cái tùy biến hơn mà nó ngon, ổn định hơn rất là nhiều. Và một cái điều nữa đối với cái chiếc Z Flip 4 này là nó là một chiếc máy flagship. Tuy là giá nó không cao như đợt đầu và nghe là 14 triệu cho một chiếc flagship thì nghe nó hơi sai, nhưng mà nó vẫn là một chiếc máy flagship. Và Samsung cam kết sẽ hỗ trợ phần mềm cập nhật ít nhất là 4 năm. Nên các bạn thì yên tâm sử dụng một cách lâu dài, không phải lo là kiểu mới dùng chiếc máy này Samsung đã bỏ rơi kiểu là đem con bỏ chợ hay là đứt cánh giữa đường. Anh em yên tâm là chiếc máy này sẽ được hỗ trợ rất lâu. Thì chốt hạ là với cái mức giá loanh quanh 14 triệu đồng, các bạn có một chiếc điện thoại gập rất là mới, thiết kế vỏ làm bằng kim loại này, hàng chính hãng tại Việt Nam luôn, không phải là một loạt xách tay. 14 triệu, flagship, cấu hình mạnh, màn hình ngon, camera cũng rất là ngon. Đương nhiên là nó không phải có bất kỳ một cái gì đỉnh của chóp cả, nhưng mà nó sẽ là một chiếc máy thời trang với cái lượng pin sử dụng các tác vụ bình thường thoải mái trong một ngày, trừ khi các anh em cày game nặng thì mình không khuyến khích. Và trước khi kết thúc video này thì mình có một điều phải chê về cái chiếc Z Flip 4 này và phải cảnh báo cho anh em trước khi anh em mua, đó là về khả năng sạc nhanh của nó thì hơi đáng tiếc. Là những chiếc smartphone khác của Samsung bây giờ đều sạc ngoài 40W, 45W flagship, nhưng mà cái chiếc Z Flip 4 này cũng vì cái dạng vật lý của nó chỉ có tốc độ sạc là 25W thôi. Thế nên rằng tốc độ sạc này trong cái thời điểm 2023 thì nó hơi chậm, nếu không muốn nói là chậm quá. Thế nên rằng anh em mua chiếc máy này cần lưu ý một số điều, đó là màn hình sẽ có nếp gấp, các bạn cần thời gian làm quen. Thời lượng pin nó sẽ đáp ứng đủ cho một ngày nếu các bạn không làm các tác vụ nặng, và tốc độ sạc thì thực sự là hơi chậm. Nhưng còn lại tất cả mọi thứ khác đều rất ok, và với mức giá 14 triệu thì anh em thế nào? Nếu các bạn muốn mua một chiếc sẽ có link Oneway Mobile trong phần mô tả video. Đến nơi mua nhớ đọc pass bạn Súp Heo của SH TECH để được ăn đấm không chịu phải nào. Được rồi, sẽ được giảm giá, được sale khuyến mại các thứ. Nhớ like video, subscribe vì nó tạm miễn phí cho mình, gặp lại các bạn trong những video khác. Xin chào anh em. Peace.